Ngày 6 tháng 3, Tri Bộ Phòng Tài nguyên Môi trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề tham gia góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, tham dự buổi sinh hoạt của đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 236 điều, phạm vi sửa đổi toàn diện trên các lĩnh vực, nội dung, chính sách, tại buổi sinh hoạt cán bộ đảng viên phòng tài nguyên môi trường thành phố cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm liên quan đến các nội dung quan trọng đối với từng điều khoản của luật đất đai sửa đổi như trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư vấn đề quy hoạch đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hỗ trợ nhà nước thu hồi đất xác định giá đất quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất chuyển đổi đất nông nghiệp quy định sử dụng đất xử lý vi phạm về đất Dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm này, 10 trên 10 xã phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham góp của nhân dân với tổng số là 2.170 ý kiến đóng góp về 35 nội dung của dự thảo. Các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến bằng văn bản, tham gia trực tiếp tại hội nghị. Các đơn vị được giao chủ trì tổ chức lấy ý kiến sẽ tổng hợp gửi đến cơ quan cấp trên theo quy định công tác tuyên truyền triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi được triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng. Việc lấy ý kiến vào dự thảo luật này được địa phương triển khai nghiêm túc, đảm bảo chất lượng khoa học đồng bộ, khả thi, phản ánh ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả lấy ý kiến và dự thảo luật đất đai sửa đổi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo quy định.